0969socsikeo.vn. Vui đón Giáng sinh ngập tràn quà tặng ngày chủ nhật luôn anh em ơi. Và đặc biệt là giảm giá vòng quay lên đến 70%. Anh em ơi, nhanh tay vô socsikeo.vn nhá. Hello anh em, và lại là mình đây, Xì Kẹo đây anh em ơi. Xì Kẹo đã quay trở lại với anh em và ngày hôm nay sẽ đến với một trận đấu tôi sẽ bắn căng cực cho anh em xem nhá. Ê, có người không vậy ta? Nào, đâu rồi thiên nhiên? Ui, áo trắng có làm anh em lo lắng không nhá? Ê, EZ Game luôn, một mạng đầu tiên hết sức là đơn giản. Ok, được luôn mọi người ơi. Và anh em ơi, bạn nào chưa like và chưa đăng ký kênh thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Xì Kẹo nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn ạ. Combo đầu tiên mà Kẹo sở hữu đầu trận đấy là một cây XM8 này, một cây K98 luôn nhá. Hôm nay thử sức với K98 một xíu đây anh em. Ok, ui. có ai đâu, trêu anh em xíu rồi, có ai đâu. Dạ, yeah. Và tôi qua đây coi nào. Oh, chúng ta có thêm một xíu máu đây. Được rồi, uầy. Bỏ mẹ, cái gì ấy? Có người à? Ê, anh em hãy cứ bình tĩnh, hãy cứ bình tĩnh. Ui dồi, đừng có vội vàng nhá. Ê, này. Bắn cho viên vào đầu chạy sấp con mẹ nhà bà mặt luôn anh em. Ô đây à? Đây này. Ôi dồi ôi. Nào làm sao này. Ba mạng đầu tiên hết sức là EZ Game. Ơ, anh ơi. Anh chỉnh nhạc ơi, cho em cái nhạc khác đi nhé. Ok em. À, cái thằng kia là bắn tôi không ạ? À? Nào làm sao? Ê, chạy đi em ơi. Đúng rồi, chạy đi em ơi. Ui ơi, nó dựng một keo anh em ơi. Anh ơi, cho em ăn cái giáp cả nhá. Bỏ mẹ này, làm sao? Ui rồi ôi, là ui rồi ôi, lên bảng đếm số cho em ơi. 4 kill rồi, rất là đơn giản luôn anh em. Và từ từ anh em nhá, để tôi qua đây xíu này. Rồi, ok. Ơ này, bắn luôn thùng dầu anh em ơi. Không là đáng lượng xác thật, nó bắn thùng dầu thì bỏ mẹ luôn anh em ơi. Đây là tôi đã tiên lượng từ trước rồi. Ok, với quả combo súng rất là ổn luôn. Chúng ta có một cây là XM8 này, một cây là MP40 này. Wow, xịn xó không anh em ơi. MP40 bích vàng nhưng mà. Ê, đúng. Thanh niên nào bắn đây? Ui vãi cả chưa. Nóng ngay đây luôn anh em ơi. Ui, tức là cái khu thành phố này là hơi bị đông luôn anh em ơi. Ui, bỏ mẹ rồi, pha này là cuộc tình tay 3, cuộc tình tay 4, cuộc tình tay 5 luôn cả. Eo ơi, sợ quá. Nào, đâu rồi những người anh em của tôi? À, chúng nó trốn đâu kỹ vai anh em ơi, Kẹo chưa thấy. Ế, đâu vậy ta? Nhưng mà từ từ anh em ơi, xuống dưới cái đã này. Ế, à đây, thấy rồi. Ngay chỗ này đúng không? Chết con mẹ mày rồi em ơi. Bù nhá. Lựu đạn luôn, rất là EZ thì. Ok, mình có mạng thứ 5. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Nhưng mà lên trên lượng xác nó phải đã. Ê, ui. Gặp ngay quả shipper bom kèo vãi nồi luôn, đầu cắt moi. Hơi bị ngon anh em. Yeah, ok nhá, để tôi xuống dưới cái con nào. Wow. Ơ, chưa thấy ai không ạ? Thì thôi, cứ lượn lờ qua đây cái đã này. Oh my god. Các bạn ơi, các bạn đừng có trốn Kẹo nhá. Tôi đi tìm các ông là hơi bị mệt mỏi đấy nhé. Oh man. Đi tìm mấy thằng địch còn khó hơn đi tìm người yêu cho mùa đông anh em ạ. À đây, một thanh niên này. Ui. Yeah, đây, bảng đếm số luôn. Trời ơi, thả tim đầy story em luôn. Được luôn anh em. Chuẩn bài đấy. Ui ôi, cứ gặp mấy tên nên ngồi nhà như thế này lại dễ anh em ạ. Chỉ cần câu lựu lên là các bạn ấy lên bảng điểm số luôn. Thề luôn. Sao nó lại dễ như thế này? Ế, gì ấy? Chạy á. Oh man này, vỡ đầu. Chạy đi đâu? Ui dồi ôi, chạy đi đâu hả con sâu này? Đây ok, lên xe đi cho nhanh công ạ. Tôi đi bộ mỏi chân lắm rồi anh em. Bình thường tôi ở nhà tôi sợ chó là chính với anh em đấy mà. Chứ còn là có bao giờ đi ra khỏi nhà đâu. Các bạn thì cái cuộc đời làm youtuber của bọn mình ấy, làm streamer ấy, hầu như là thời gian là hầu hết là ở nhà thôi không ạ. Chứ là cũng không ra ngoài nhiều. Ê, đây à? Ơ kìa. Nào, làm cái gì đấy? Trốn á? À, thích trốn đúng không? Thích trốn này. Ui, gặp ngay quả gọi là thanh niên thích trốn ạ. À. Ui, bỏ mẹ, ở trước có người. À, cái tròi.
Kẹo biết rồi nhá, nhưng mà chúng ta phải đi vòng xuống dưới. Ui bỏ mẹ, cái gì đấy? Ê, cái gì đấy? Dựng mông keo thế này à? anh em phải bình tĩnh này, vuốt nhẹ nhàng lên cái vỡ đầu. Sợ chưa? Lần sau nhá, nhìn thấy mặt anh thì tránh xa xa ra em nhá, không là lên bảng điểm số thì không có chữa được đâu. Ôi bỏ mẹ, nó có bắn tôi không ạ? Nhưng mà đây tôi mới lượm sang cái cây súng gọi là shotgun M1887 được luôn. Tí nữa làm cho anh em mấy quả one shot cho anh em sợ được chưa? Rồi này, được luôn, tôi đổi qua ngay cây súng điện tí cầm chơi thôi anh em ấy, chạy cho lẹ mà. Rồi nhá, biết là có một thanh niên ở tròi rồi nên là tôi qua luôn. Số đẹp ấy. Nào, xuống không đi bảo. Thôi xong nhá, ăn lựu con mẹ mày rồi. Chạy đi em, chạy như này. Úi dồi ôi. Được rồi anh em ấy, nó đang yêu máu anh em ạ. Nên là công lên luôn, thôi chết nhá, trốn này. Trốn là trốn thế nào? Vãi cả trốn anh em ấy, ngồi tròi với lại ngồi nhà. Úi tôi đau đầu với mấy thanh niên này quá cơ. Các bạn có thể là bớt ngồi tròi, bớt thủ nhà được không ạ? Úi nhức đầu gần chết. Ê, này. Úi dồi ôi, lòi đâu ra thêm một thanh niên nữa vậy? Úi dồi, may là tôi có quả tai gọi là tai nghe thính vãi cả trưởng dài chứ. Nói thế thôi, nghe bảo tôi dùng chậm thì bò mẹ. Tôi chỉ chém gió sương sơn đấy thôi. Nhưng mà, ê, còn 9 thằng đúng không? Được luôn, cái gì ấy? Lượm xác này. Oh my god. Chả hiểu sao anh em, thanh niên bạn đấy ngồi ở đó để lượm xác cơ. Ở cái trường hợp thế này tôi từ chối hiểu luôn. Được nhờ, có quả một xe như thế này này. Xem là có thanh niên nào đi dạo chơi vòng vòng không là tôi đâm luôn. Ui chuẩn. Nào ở trên này vắng thế, đi qua thử qua cái UAV xem anh em ấy có vắng không nhở. Vắng thật luôn. À đây rồi, hiểu ngay. Ở trên nhà gà đúng không em ấy? Hiểu ngay rồi, bình tĩnh em ơi. Lựu thì anh có rất là nhiều luôn nhá. Ê này, có cần thêm quả nữa không nhở? Nó không sao cả anh em ạ. À thằng này được, núp giỏi. Thế là tôi biết nó ngay ở đâu rồi. Đúng rồi, ok, canh cửa. Ăn no liệu đi em ơi. Không được à? Thế đi, nó trên này. Này, trốn đi em ơi. Ui, không trúng phát nào luôn. Được, thằng này hay đấy. Rồi, hiểu ngay. Mày ra đây, này, cẩn thận cái đầu nha em nhá. Nào, ui này, cái đầu này, tưởng là ngồi đấy mà ngon à. Mà chả hiểu sao quả thì mình ngồi ngay sau quả thùng này. Thôi. Thôi bạn ơi, thôi bạn lên đường sớm đi cho nó nhanh, cho nó sớm chợ anh em ạ. Ui, được nhờ anh em nhờ. Ok, và từ gông nhá. Đây, rồi, tôi sang bên này phát nhá. Ế này, làm sao chạy này, vỡ đầu sợ chưa? Bạn chạy đi đâu, khổ lắm cơ anh em. Ui ôi, gặp mấy quả thanh niên cứ chạy như thế này thì tôi cũng mệt mỏi với các ông bà quá đấy. À, có một thằng ở trên này. Rồi, sao? Trốn nổi không? Tôi thấy nó rồi anh em nhá. Nên là phi xe lên luôn. Xong. Kiểu này xong đời thanh niên rồi anh em ạ. À mà anh em ơi, bạn nào chưa like cho video thì nhớ là nhấn nút like để ủng hộ cho cái kẹo nhé. Ế, nào, đừng có chạy như thế, người ta đã làm gì bạn đâu. Oh my god, baby. Đừng có chạy nhá. Ế, đây đúng không? Chết con mẹ mày rồi. Ui, nó vòng ngược lại. Này. Ê đừng. Ui nằm xuống cơ. Ui bom keo nằm cơ. Kỹ năng mới này. Ui không trúng. Sorry anh em. Ok. Kỹ năng mới thì cũng hack shop vỡ đầu này. Chỉ là kỹ năng mới. Ôi mệt mỏi quá. Yeah. Ui mấy bạn này được nhiều bom keo nhỉ? Chuẩn luôn rồi. 15 trái bom keo. Vãi hàng chưa? Anh em thì sợ tôi chưa? Gặp quả thanh niên 15 trái bom keo. Ui. Nó vừa bằng cái số kill mình đã giết á. Mình cũng đã giết được 15 kill rồi nè. Được. Hôm nay còn 3 mạng đúng không? Phấn đấu 18 kill luôn anh em ấy, phá vỡ kỷ lục phiên bản OB24 luôn. Chuẩn chưa? Lên xe và chúng ta lên đường nào. Anh em sẵn sàng chưa? Yeah. Theo tôi nhá, là còn lại có 3 đứa đó. Đi anh em. Chạy qua thử ngoài này thì biết đâu là có người anh em ạ. Tôi nghi ngờ vãi khả năng có người ngoài này rất là cao luôn. Lái xe ngáo. Sorry mọi người. Đoạn này phải lái chéo chéo một tí nó mới lên trên được không ạ? Đấy, ok, ngon luôn. Nãy hơi ngáo xíu anh em thông cảm. Nhưng mà
đâu rồi? Người đâu? Ở dưới này ạ, cũng không có ạ. Wow, vãi, mấy thanh niên trốn gì mà ghê vậy? Không có đúng không? Ok, theo tôi công nhá, là chúng ta sẽ lên trên này. Thế sao ta không thấy? My girls, baby, trên này có không? Không có anh em ạ. Lúc nãy tôi vừa hạ gục một đứa trên này xong là cũng chẳng còn ai luôn. buồn cười nhỉ. Còn có 3 đứa thôi mà chúng nó trốn ở đâu ghê vãi. Tầm này thì chắc là kẹo quyết định đi bộ thôi anh em, anh kiếm người cho nó dễ. Rồi nhá, ở đây có người không? Ui đây rồi. Đây rồi, đâu dậy. Ui, bắn hơi ngáo anh em ơi. Này, ui đừng. Đừng có bắn người ta như thế. Vãi hàng luôn, phải dùng ống thở liên tục. Này. Thích bắn ông chưa? Quả thanh niên cứ ngồi thích bắn tôi thôi anh em ơi. Nhưng mà rồi nhá, giáp mới chưa, ngon lành chưa? Còn 2 đứa này, cố gắng kiếm tôi một cái. À đây rồi. Úi dồi ôi này, chạy anh em ơi. Xong luôn, thanh niên quả yếu máu đang chạy vô vò anh em ạ. Tôi bắn cho thôi. Ui, vãi, sao đấy, đừng. Nào, thằng cuối rồi, cẩn thận tí. Anh em ơi, run hết cả tay chân lên rồi. Rồi nha, bình tĩnh. Đây, tôi còn máu đã. Vãi cả game thật, sợ thật. Cái đậu xanh chứ. Đi anh em. Rồi, lên trên một cách là vô cùng cẩn thận nhá. Ui, nó cầm súng cắt. Đừng anh ơi. Đừng anh ơi này. Ui rồi, anh làm sao đấy hả anh? Em sợ anh quá rồi đấy. Ui rồi, có phải là em chiều anh quá nên là bây giờ anh sinh hư đúng không? Anh sinh hư có phải không? Nào, sinh hư này. Phát nữa nhá. Phát nữa này, headshot. Ui rồi, vô tay anh em ơi. Tôi chiều em quá nên em hư đúng không? Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.